Ngồi đến nó hiền lắm luôn, tại nó lạ mình đó chứ. Hiền. Giờ cái đường mình hơi khó đi nha. Chứ ngồi nó dễ nè. Con ha. Này mà con bò này mà ăn cắm heo á, một ngày cỡ 3 kg 4 kg á, bò này mập lúc luôn á. Cắm thì không.